Xin thưa tất cả quý bà các bác anh chị và các bạn thân mến, đây là lễ khai trương của nhà hàng của nghệ sĩ nhân dân Quế Trăng, ngay chỗ Cô Him Lam, đường Hoàng Trọng Mậu, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nghệ sĩ Quế Trăng, quý ông bà các bác anh chị. Và sau đây chúng ta hãy theo dõi hết cái video này, xem lễ khai trương của nhà hàng chai quán cà phê của nghệ sĩ Quế Trăng diễn ra như thế nào nhé. Phun nước. Đa 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 đ
Dạ.
Không có cái thùng hả? Không có cái thùng hả? Anh em có thú đâu. Chè chở rồi. Phan nữa, xí đi.
Thank you.